Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nhân Trạch 21 giờ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một dự án bất động sản đang được quan tâm nhất hiện nay tại Nhân Trạch. Đó là dự án bất động sản DTA Kitty. Chủ đầu tư thuộc công ty cổ phần Đệ Tam, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, như trước mắt quý vị là những căn hộ mới đang được xây dựng, như hai cái căn hộ trước mắt quý vị đây là đang hoàn thiện sắp xong rồi đó. Dự án này có quy mô là 50 hecta, nằm ở trong khu đô thị Phước An Long Thọ. Thì khu đô thị Phước An Long Thọ gồm các dự án như là dự án DTA này và dự án xây dựng Hà Nội, dự án HUD và dự án Sun Brower. Và tới đây nữa thì huyện Nhân Trạch sẽ làm chủ đầu tư một cái dự án nữa là dự án tái định cư Phước An. Và sang năm 2022 thì khả năng là huyện Nhân Trạch cũng sẽ triển khai tiếp một cái dự án là bệnh viện đa khoa thành phố Nhân Trạch, nằm cách cái dự án này tầm khoảng 3 cây số. Thì như quý vị đã nhìn thấy đấy, cái dự án này thì hạ tầng cũng đã đồng bộ. Hiện nay về một phần của dự án này thì hạ tầng chưa hoàn thiện, nhưng mà chủ đầu tư đang triển khai, đang xây dựng nốt cái phần còn lại để hoàn thiện đó. Như trước mắt quý vị là có mấy ống cái ống cống kia là đang chủ đầu tư đang triển khai xây dựng hệ thống thoát nước đó. Cái dự án này thì nó là thuộc cái dự án nhà ở xã hội nên là đất ở đây thì có diện tích tới 100 mét, mới trên 100 mét thôi, nhưng mà khi xây dựng thì xây dựng được có 40% thôi chứ không xây được khoảng 70%. Nhưng mà nói chung là cái căn hộ này cũng rất là phù hợp cho những người có thu nhập trung bình và những gia đình có hai vợ chồng và hai đứa con thì rất là phù hợp. Vì ở đây bên dưới là có một phòng khách và phòng bếp và bên trên là hai cái phòng ngủ. Thì tại dự án này những nhiều nhà đấy họ cũng muốn rộng rãi, họ sẽ cơi nới ra phía sau thêm một chút nữa thì cũng rất là rộng rãi. Thì tại cái dự án này nó có cả các chung cư nhà ở xã hội cho những người thu nhập thấp, công nhân đó. Thì cái chung cư nhà ở xã hội kia thì hiện tại chủ đầu tư đang bán với cái mức giá tầm khoảng trên 400 triệu là đã có một căn chung cư khoảng 30 mét vuông và có thể trả góp mỗi tháng khoảng 2 triệu là mình đã được sở hữu căn chung cư rồi này. Rất hợp lý cho những người có thu nhập thấp. Chứ bây giờ bỏ ra một lượng tiền lớn thì nghe chừng cũng khó, nhưng mà công nhân là bỏ mỗi tháng 2 triệu thì chắc cũng dễ dàng, thì không khó khăn gì. Còn bên dưới đây là những căn nhà phố đó. Căn nhà phố thì bây giờ thì đầu tư cũng chỉ hơn 1 tỷ thôi. Là có một căn nhà phố 1 trệt 1 lầu, đất với diện tích 100 mét vuông trở lên đến 120 mét. Thì đường tại dự án này thì đường xá cũng rất là rộng rãi, đường đều có lộ giới là 17 mét trở lên chứ không có đường nhỏ hơn. Kết nối đồng bộ thông suốt với các trục đường chính của Nhân Trạch. Đó, quý vị nhìn đó. Năm nay do cái dịch bệnh nhiều người ở chật chội cũng đã cố gắng là mua đất ở đây để xây dựng nên là năm nay ở đây xây dựng rất là nhiều. Từ đầu năm đến giờ đã có hơn 100 căn khởi công xây dựng, mà mấy ngày gần đây thì
Ngày nào cũng thấy khởi công có công trình mới cả này. Hiện nay thì chúng tôi đang nhận ký gửi đất nền tại đây và giới thiệu cho những người có nhu cầu an cư lập nghiệp tại Nhân Trạch có những nơi ở đàng hoàng. Thì quý vị mà có nhu cầu mua hoặc bán thì cứ liên hệ với chúng tôi theo cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình này. Ai mà cần tư vấn thì chúng tôi sẽ tư vấn cho. Còn những người mà đã đầu tư ở đây mà biết rồi thì cũng không có nhu cầu ở thực mà muốn bán thì liên hệ với chúng tôi sẽ kết nối người cần mua và người cần bán với nhau để giao dịch cho nó nhanh chóng. Đó, quý vị thấy không? Rất nhiều các căn hộ đang triển khai xây dựng. Thì trên đây chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn dự án DTA tại Nhân Trạch. Thì quý vị có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc là ấn đăng ký kênh để theo dõi những thông tin được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày về các dự án tại Nhân Trạch đang được bán và đang triển khai xây dựng. Xin cảm ơn. Chúc quý vị mọi điều tốt lành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem kênh thông tin YouTube của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin cảm ơn. Kính chúc quý vị và các bạn mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.